con được đi thăm con thú và được đi xem hồ cá. Tụi con còn được thấy những cái tượng đền rất là đẹp. Tụi con còn được thắp nhang nữa. Con thì rất vui vì lần đầu tiên con được thấy những chú Nai rất là dễ thương. Và ở đây có một con chó tên là Lỗi. Chú Dương chị Vũ, nó tên là Lỗi vì nhìn mặt nó lúc nào cũng như nó đang có lỗi vậy đó. Đặc biệt, kể từ vòng thi này, quý khán giả có thể bình chọn cho cặp thí sinh mà mình yêu thích nhất bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp SC, mã số bình chọn gửi tổng đài 6540 với giá tiền 5.000 đồng một tin nhắn. Khán giả bình chọn đúng cặp thí sinh được yêu thích nhất của tập sẽ nhận được phần thưởng lên tới 10 triệu đồng. Cặp thí sinh nhí được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Những cảm xúc khó quên. Người theo hương hoa mây mù dâng lối, là sương khói phơi phai đưa bước ai xa dù. Hoa tôi đưa tôi ra đâu làm một mình ba đôi cả trời nắng to. Những bất ngờ thú vị. Nếu như đây là ca khúc về ăn cơm thì thưa quý vị, đây là phá nát bữa cơm của gia đình. Thì anh có thể sửa lại ca khúc về ăn rơm. Tôi bung cái miếng ra có người chụp bạc. Bung ra không ai chụp. Cô ở đây không biết làm sao. Còn bây giờ hãy bắt đầu chương trình với một tiết mục đặc biệt của đêm nay. Lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cháu, ba nó thay tôi chăm nom bầy heo với gà. Bên đây bơi xoài ngọt miệng tây, quê hương tôi đó gửi thêm chung quà. Thăm thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đưa cháu chê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Chào ông, chào chú, lên chiếc công đàn tôi dạo phố đông vui quá trời. Bà con ơi, quay chiên bình tơ thiệt là ngon nghe. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi xa quê mấy hôm. Sáng xinh sáng xe công phố xa đông vui dạo quanh phố phường. Ngoài đường con xe hơi người người say tay ga, chẳng phải lên về qua sông vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe có gió mới thấy vui. Sang xe công công liếu công xe 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 công xe. Sang xe sang xe công công liếu công xe 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 công xa. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi xa quê mấy hôm. Sang xe sang xe công tay sắt nát mang cho trao bên trước qua. Ngoài đường con xe hơi người người sai tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông vừa lâu vừa nắng.
con trông quê nhiều lắm. Ban đêm thức dậy con bay heo, tuy tôi hai lúa vậy mà lòng vui à nha. San si san si cong cong liễu cong xê 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 cong xê. San si san si cong cong liễu cong xê 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 cong xê. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi xa quê mấy hôm. Sáng xì sáng xì công phố xá đông vui dạo quanh phố phường. Wow, nhộn nhịp tươi vui. Trời đất ơi, cảm ơn các bạn nhỏ. Ôi, thím Hai Lúa. Thím Hai Lúa hôm nay đi đâu mà tọa lạc ở trên sân khấu của chúng tôi này? Trời ơi, áo màu hường. Thím Hai Lúa mặc đồ xịt in ghê. Đó, đây, không biết cái giỏ này dựng gì mà nặng ghê. Mà nhìn thấy quen quen ta, quen vòng coi. Con Bảo Ngọc nè chú Khang. Trời đất ơi, Bảo Ngọc đó hả? Dạ. Trời, bình thường công chúa lộng lẫy đó, sao hôm nay bà ba dữ vậy? Dạ. Dạ. Chúng ta muốn lắng nghe thím Hai Lúa phiên bản thật chia sẻ về thím Hai Lúa phiên bản nhí. Nhìn là thấy dễ thương rồi, còn nói gì nữa. Nhưng mà có điều là thím Hai Lúa phiên bản lớn này, phiên bản gốc này chưa có bao giờ mà được mặc cái áo màu hường vậy đâu. Trời, mà đã vậy đó, ha. Cứ thắc mắc tại sao ta, thím Hai này tại sao lại không mang guốc cho nó đúng ta. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện là nếu mà mang guốc nữa nhảy cái tưng tưng nó chắc nó rớt rồi guốc té thấy mồ luôn. Cho nên mang dép. Nhiều khi chiếc đi chiếc ở lại. Dạ. Yeah. Bây giờ thì thôi xin phép sáu vị huấn luyện viên cho bạn dẫn của em với em bắt đầu cái phần chương trình ngày hôm nay. Nguyên Khang. Dạ Bảo Ngọc. Xin chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí. Và bây giờ thím Hai Lúa xin chào sáu cặp huấn luyện viên đáng yêu của chương trình. Và bây giờ thím Hai Lúa xin chào sáu huấn luyện viên của chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí nha. Đầu tiên là nghệ sĩ Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Xin chào đón nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Cẩm Ly. Và cuối cùng nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có tổng cộng là 4 cặp thí sinh của mỗi một đội. Và các bạn thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện lần lượt từng tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Sau phần biểu diễn của các thí sinh thì các vị huấn luyện viên của chúng ta sẽ suy nghĩ để đưa ra sự chọn lựa 3 cặp thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng tiếp theo. Cây lúa non xanh mộng cũng nhờ chăm bón. Dầu dài nắng mưa cha mẹ tao toàn một đời. Thực sự ra Thiện có một giọng hát rất là ấm và tình cảm. Bé Tuyền thì chất giọng cũng rất hợp với những bài hát quê hương như thế này. Con, Minh Thiện, đôi mắt một bên là mốt. Mốt Hàn Quốc. Là đẹp, nhưng mà thế này, con đừng có liếc lên liếc xuống, đừng có nhìn xuống như vậy hoài. Nhìn xuống nhiều quá. Ở đây chú và mọi người xem thì sẽ có cảm giác rằng như con đang không tự tin. Con hiện giờ đây đang là gì nè? Cứ nhìn xuống. Cứ nhìn xuống rồi nhìn lên, lắm lét nhìn lên nhìn xuống như là. Đó. Mình hát hay mà con. Mình hát hay mình phải hãnh diện. Thì hy vọng rằng khi lên sân khấu đó có khán giả cổ vũ nè, có đèn đuốc, có tất cả các thứ hội tụ, các bé sẽ làm tốt hơn những gì mà thầy cô mong đợi. Tại sao con khóc? Ủa, ai đây? Ta xin tự giới thiệu, ta chính là cô Bụt đây. Ủa, vậy hả? Vậy có một ngồi chúng tụi con nè. Hai con có tâm sự gì hãy kể cho ta, nếu được thì ta giúp cho. Hai tụi con đang đóng một cái vai rất là buồn vì phải là mất cha rồi mất mẹ phải mồ côi. Con rất là buồn, hô hô hô. Thôi ta hiểu rồi, ta đi đây. Ủa gì kỳ vậy? Kính thưa quý vị, câu chuyện kể rằng ngày người mẹ qua đời, người cha đã dồn hết tâm trí của mình để nuôi đứa con khôn lớn. Ngày tiễn con qua phà, nước mắt tuôn rơi, người cha đau xót, lặng thầm nhìn người con dần xa khỏi tầm mắt của mình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác đầy cảm động của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Cha Già. Và hãy cùng đến với sự kết hợp giữa Minh Thiện và Bích Tuyền.
bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn và cháo quẩy đây. Bánh bò, bánh tiêu, bánh da lợn và cháo quẩy đây. Chị hai ơi, sao cha ho hoài vậy? Ừ, hổm ra cha ho nhiều lắm, sức khỏe cha dạo này. Chờ sao cũng
Thưa quý vị, ca khúc Cha Già. Và xin được cảm ơn diễn viên Nam Trung đã thể hiện vai người cha vô cùng xúc động. Mặc dù là đạt cuộc thi hát nhưng mà lại diễn xuất cũng rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên được huấn luyện viên ghép đôi với nhau thành một cặp song ca mới. Nhưng mà có vẻ là sự kết đôi này vô cùng ăn ý, đã hòa quyện trong ca khúc Cha Già, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và chúng tôi xin mời các cặp huấn luyện viên chúng ta chia sẻ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi đã viết một bài hát về người cha quá giàu cảm xúc, quá xúc động. Minh Vi là ông chồng bà Cẩm Ly hả? Bắt đầu như là giới thiệu nhau. Cái ông này là một cái ông con nhà giàu, ông lớn lên trong một cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Làm sao mà một người nhạc sĩ có đầy đủ tất cả những cái tình cảm, cảm xúc để viết về một người cha? Đó là những người nghệ sĩ rất là sâu đậm, quan tâm tới đời sống, quan tâm với tất cả những gì diễn ra xung quanh mới đưa ra những cái bài hát như thế. Và hai đứa con cho cô một cái cảm giác là khi mà cô được ngồi ở đây trong cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này, không chỉ nghe tụi con hát qua mỗi vòng thi mà được coi tụi con trưởng thành, diễn xuất. Và những cái sự dàn dựng của huấn luyện viên á, làm cho cái bài biểu diễn nó nâng lên một bậc nữa cùng với âm nhạc. Xin mời gia đình Vũ Trang à. Cái đoạn đầu á, nếu như mà khi mà cha đi rồi đang rao cái câu rao đó thì tụi con nói sao cha ho dữ vậy. Giá như mà hai con tương tác với nhau chút xíu, hai chị em lo lắng chút xíu cho cha, chứ đừng có đứng ở đó mà chờ tới câu mình hát. Cô đang chờ tụi con cái sự quan tâm tới người cha, hoặc là hai chị em phải có cái gì đó với nhau. Tụi hai đứa đứng rất là lâu để chờ vô cái câu hát của mình, bị tiếc cái khúc đó chút xíu thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết, chỉ có đúng cái đoạn mà hai con vừa mới thoại xong, xong hai con đứng lại đây, xong đợi để câu hát vô. Mà chỉ rất, có cái đó thôi. Đúng rồi, nếu như mà lúc đó mà phải có thêm một hai câu thoại hoặc là diễn chút xíu nữa là rất là ok, hay lắm luôn. Hiểu là ý của Trang. Bây giờ tới phiên cô hỏi nè. Ba rau, ông cha ông rao, tụi con ngủ giả bộ thôi, tụi con thức dậy thì tụi con sẽ làm gì? Nói tiếp cô nghe cái đã. Dạ tụi con sẽ nhìn theo hướng cha đi. Rồi sao nữa? Thoại xong rồi sao nữa? Dạ nhìn. Dạ rồi sao nữa? Tiếp theo hát ở đâu, đứng ở đâu hát? Dạ đứng ngay chia sân khấu ra làm hai đi. Trời ơi, cô dặn rất là kỹ, cô bảo là nhìn theo cha, cha vẫn rao, con nhìn theo. Rồi hai chị em lúc thoại là phải nói cha ho vậy đó, rồi vẫn ngóng theo. Tại vì cái nhạc nó còn rồi con vẫn ngóng theo. Con có thể đứng đó hát một hai câu bắt đầu con đi qua. Cô chỉ cái đó rất kỹ không? Có không? Có không? Dạ có. Có. Hôm nay thoại xong đi ra đứng đợi làm chi để cô Trang cô giặt trần ra như vậy. Cô Ly cũng không hài lòng ở chỗ đó nữa. Nhưng mà cô Ly khen là như vậy nè. Thứ nhất là quý vị cũng biết là đây là một cặp rap mới. Và bé chưa bao giờ biết cái vụ diễn hết. Và khi mà diễn cái này, khi mà cho những cái đoạn thoại, cô Ly phải ghi ra từng chữ, bắt về học cho rất là kỹ phần của Thiện, phần của Tuyền. Và ngay cả cái tiết tấu khi nói cũng không được nữa. Cô Trang biết không, cứ chẳng hạn như chị hai ơi sao hôm nay cha như vậy, hổm rài kiểu vậy đó. Cha ơi sao cha vậy, nó dồn dập lên chứ không phải cha ơi sao cha ho dữ vậy, không có được. Hiểu không? Và tới những ngày tập vẫn là như vậy. Cô Ly ơi, mình phải nói từ từ vậy mình mới vô ca được cô Ly à. Kể cả những diễn viên chuyên nghiệp, đúng, nhiều đúng. Người lên phim cũng bị y chang như vậy, bị cái thoại mà đúng như đọc theo cái thoại chứ không phải là theo cái tinh thần đó. Mà quý vị nhớ ở những tuần thi trước á thì bé Minh Thiện khi mà ra diễn, mặc dù con có giọng hát rất là hay nhưng mà con không tự tin, trên gương mặt của mình nó thể hiện rất rõ điều đó. Tuyền cũng như vậy. Tuyền nhớ không, tuần trước con ra con hát cái bài mà Chiều Lên Bản Thượng đó, nói chú Nghĩa chọc con, trời ơi sao cái cô Sơn Nữ cầm cái chày giả mà giả không có đúng nhịp nữa. Thì tuần này với cái phần biểu cảm của con, chú hoàn toàn rất là hài lòng. Còn dĩ nhiên trong cái bài của mình á, các con có thể là ra sân khấu các con khớp, cho nên các con quên đi cái đường dây mà cô chú đã hướng dẫn. Cái điều đó chú hiểu. Bởi vì những diễn viên chuyên nghiệp như chú Nghĩa hay cô Trang, nhiều khi lên sân khấu bị quên là cái chuyện cũng hết sức bình thường. Nhưng mà cô chú ở đây á thì đủ bản lĩnh để xử lý những cái tình huống mà mình gặp phải, những cái sơ sót. Còn hai con còn quá nhỏ, còn quá mới, cho nên các con chưa biết làm thế nào để lấp đầy những cái khoảng trống mà mình vô tình đã tạo ra. Cho nên đó là cái điều mà cô Trang, chú Vũ và cô Cẩm Ly đang muốn nhắc nhở các con, để lần sau có lên sân khấu thì mình cần phải tập trung hơn nữa, mình phải chú ý những cái điều mà cô chú đã hướng dẫn để cho cái bài diễn của mình trọn vẹn hơn. Phần trình diễn của Thiện và Tuyền, hai em diễn rất là hay. Cái màu kế tiếp mà Trang với anh Bạch muốn gửi tới trong chương trình lần này dành cho đội của mình, đó là một cái hơi hướng dân gian đương đại,
rất là phù hợp với chất giọng của Hoàng Yến và Lam Khuê. Bởi vì hai bạn này có giọng rất là mạnh, rất là khỏe, rất là sáng. Và Trang mong là hai cháu sẽ cố gắng làm sao luyện tập sức khỏe, cũng như là hiểu được cái ca khúc để mà đẩy ca khúc, để đem lại một cái màu rất là sung, rất là bốc cho đội của mình qua ca khúc Về Ăn Cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Hát mạnh lên cho con nghe thử. Ăn cơm. Đúng yes. Rồi. Mấy đứa về 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, ăn cơm. Mấy đứa về. 2, 3, ăn cơm. Băng băng. Dạ. Khói ba cây bắt mẹ ra. Cơm nấu xong rồi mà ăn không xong. Ngon quá à. Ngon Ngọc ơi. Hai chị ăn gì ngon quá vậy? Chị em ăn với. Ủa? Cái chén cơm mà. Yeah, Ngọc đã bị lừa rồi. Chỉ là từ chị sắp diễn bài Về Ăn Cơm mà thôi. Đối với cái chuyến thông này mà không có đồ ăn thì hai chị có diễn được không? Được chứ. Như vậy nè, mình ăn ngon nha, giống như là trong chén này có đồ ăn như hồi nãy hai chị lừa Võ Ngọc đó. Yeah, vậy em đã bị lừa lần hai nữa rồi. Bà ơi, bà có nhớ 60 năm về trước không? Nhớ, tôi nhớ cho sao không nhớ. Hồi đó tôi là một cô bé gầy, còn bà là một cô bé mím mím. Còn bây giờ từ trên xuống dưới tôi thấy bà cũng vậy. Đâu có, tôi nhớ hồi nhỏ là hai đứa mình đẹp lắm. Giờ đỡ rồi. Hồi đó hai tụi mình thi cái cuộc thi gì mà xong gì đó bà. Xong gì á? Xong kiếm hợp bếp. Em mà khoan, thấy nó lạ lạ lắm nè bà. Hình như mình chưa thi qua cái cuộc thi này sao nghe lạ quắc luôn á. Thôi tôi mệt quá, bỏ qua đi. Thôi giờ mây, giờ mình hát lại cái bài Về Ăn Cơm đi bà. Ôi, bây giờ già cả rồi, hát sao được nữa. Bây giờ nè, mình trẻ lại đi. Trong phim điện ảnh á, trẻ là như vậy nè. Mấy chú ban nhạc ơi, cho con xin music. Sáng sớm đi bắt qua đồng đi thả diều, huy sao nô đùa bên đám bạn nơi ly chè chơi trốn tìm. Khói bếp cay mất mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa suốt. Quê tôi lượn vòng, quê tôi mênh mông lúa mới, có bay lạ lời câu hát ấy à. Chiều chiều nhớ về chân xa, một thời con nít còn chăng chờ. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Sáng sớm sao nô đùa bên đám bạn nơi đi che chở trốn tìm. Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa
bên đó và nơi đi che chở cho tim. Cõi bếp cay bát bếp giờ bên bếp lò cao cao xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Vỗ tay đi mọi người ơi. Sáng sớm khi bắt qua đồng đi thả diều, mình sao nói đùa bên đó và nơi đi che chở cho tim. Cõi bếp cay bát bếp giờ bên bếp lò cao cao xong rồi mấy đứa về. Chúc mừng Hoàng Yến và Lam Khuê với ca khúc Về Ăn Cơm. Hai bạn của chúng ta đã thể hiện rất là sôi nổi, biến cái sân khấu này như là nhà của mình để biểu diễn rất là tự nhiên, và đã lồng ghép một yếu tố rất là điện ảnh vào trong sân khấu của chúng ta, quay đúng một vòng là trẻ lại luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên chúng tôi xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly sẽ chia sẻ. Khi hai con làm hai bà già hả, nó rất là đáng yêu. Em Khuê ơi, con ăn hết cơm của bạn phải không? Con dễ thương lắm, con tròn trịa, con duyên dáng, con dễ thương trên sân khấu. Chạy nô đùa rồi bốc đám rơm dục này kia. Nhưng mà hình như có một chút xíu lúc mà lên tông á. Tại máu quá mà. Nó máu quá, nó trôi xa xa chút xíu. Nhưng mà cuối cùng cái chữ về nhà ăn cơm lại vô đúng nha. Công nhận hay thiệt, chữ ăn cơm vô đúng đó. Hai con lúc mà hát á thì rất là tự nhiên, rất là máu lửa. Chú thích cái sự thoải mái của tụi con, không có bị áp lực bởi cuộc thi. Nhưng mà Lam Khuê thì con phải cẩn thận hơn mấy cái nốt con hát thấp á. Giống như là cái chữ lượng vòng á, lúc nào con cũng hát chưa có tới tổng thể của nguyên một cái bài. Thì hai đứa trình diễn rất tốt, làm cho chú và mọi người ở đây rất là phấn khích. Và khán giả cũng đứng lên nhảy với tụi con. Thì cái đó là đã nói là tụi con thành công rồi. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Còn cô Trang nghe bài này cô Trang thấy sao? Cho cô Trang sâu chi tiết thôi nha. Cái rơm á mình bóc ở đâu cũng được, sao hai đứa cứ lại đúng một chỗ đó bóc vậy? Cô Trang, kệ người ta. Trời ơi, cái này do ai người ta bóc? Tôi còn không cứu bả được luôn rồi đó nha. Không, tại vì á nếu như mà bạn tới đó đã bóc nắm rơm quăng rồi thì con có thể bóc bên này quăng nắm rơm để cho hai đứa tung tẩy với nhau. Tự nhiên cái một đứa lại đây bóc quăng lên, cái đứa kia phải chạy lại đây bóc quăng không lên. Chú nghĩ lý giải, bởi vì cái trống rơm này nó bự nhất, bóc cho nó nhỏ đi. Đó. Cô Trang lên diễn đi. Không phải, hồi nãy là hai bạn trẻ sống lâu năm bước lên đây chúng ta sẽ thể hiện lại. Và bây giờ quý vị hãy cùng xem hoạt cảnh của ba bạn trẻ sống lâu năm sẽ tái hiện lại ca khúc Về Ăn Cơm. Bắt đầu. Sáng sớm đi bắt cua đồng đi thả diều, vì sao nụ đùa bên đám bạn nơi đi che chở cho tim. Khói bếp cay bắt bé ra bên bếp lò. Every day I'm shuffling. Lợi dụng thời cơ để mà ném MC vậy đó. Nếu như đây là ca khúc Về Ăn Cơm thì thưa quý vị, đây là phá nát bữa cơm của gia đình. Ca khúc Về Ăn Rơm. Tùy vào độ tuổi thì trẻ con từng giai đoạn có những sự tăng động khác nhau. Thưa quý vị, nếu mà giai đoạn từ 8 đến 9 tuổi thì các bé ném rất nhẹ nhẹ, ném theo chiều hướng nghệ thuật điện ảnh. Và còn đối với giai đoạn 30 mấy tuổi trở lên thì thưa quý vị đã thấy rồi đó. Dạ. Và bây giờ thì xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Dạ. Đây là một tiết mục mà cô với chú Thanh Bạch nhức đầu nhất, lúc tập rất là vất vả. Cái câu bè đó, trời ơi, tập tới tập lui, tập xuôi, tập ngược. Đó là một cái bè khó. Nhưng cô vẫn khăng khăng muốn tụi con phải làm cho bằng được, mà thậm chí muốn hai bạn cùng làm. Và ngày hôm nay tụi con làm như thế này, cô thấy tụi con nỗ lực quá lớn. Rồi làm cái đoạn bà già, cô nói bây giờ chú Bạch dạy cho con hết lòng mà làm nó không có duyên một cái. Không ai cười, tự nhiên bà ơi, hồi xưa tôi bà đẹp quá, giờ đỡ rồi. Cái không ai cười, nó kì. Cô thấy người ta cười, cái cô vui ghê luôn vậy đó. Tôi bung cái miếng ra có người chụp bạc. Chứ bung ra không ai chụp, cô ở đây không biết làm sao. Tại vì đó là nhờ hai con duyên dáng. Nếu như cô Đoan Trang mà làm thì chú Nghĩa cũng sẽ cười mà cười nè. Không sao đâu con, tại vì cô là Nghĩa ơi, là Nghĩa. Yeah. Không có sao hết á. Cô là một hoa hậu thân thiện của cả nhà chúng ta. Cười đi. Cảm ơn những lời nhận xét rất là tâm huyết của huấn luyện viên Đoan Trang. Dạ.
Ok, tuần trước thì tụi con hát bài Sa Mưa Dông, thì cô chú đã lựa bài đó cho hai đứa, tại nghĩ là hai đứa có thể đóng vai hai anh em hoặc là hai chị em một cách rất là hợp lý. Hai đứa con biết làm sao mà hai đứa con làm cho các cô chú ngồi ở dưới rồi cũng như khán giả trong trường quay mà rớt nước mắt được không? Tụi con có cảm xúc thật bên trong chứ con không có phải diễn bên ngoài. Cái bên trong nó quan trọng vô cùng. Và cô Trang cũng muốn là sau cái những bài hát sau nữa, nếu như mà cô chú Vũ có chọn cho con một cái bài hát tình cảm như vậy nữa thì cô Trang cũng hy vọng là con hát bằng ở bên trong thì nó sẽ dễ đưa đến cho khán giả hơn. Đúng rồi. Con hiểu không? Rồi cố gắng nha. Ba tôi đưa tôi ra đồ làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đồng làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, có sợi rơm khô. Tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, có sợi rơm khô. Từng tông mường xanh bay 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 bay.
đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Một phần dàn dựng rất tuyệt vời. Hai bạn quay trở về với dòng nhạc dân gian đương đại thì giống như là cá quay trở về với nước vậy, thể hiện rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Một và về phần nhìn, phần nghe đều cảm thấy rất là hay. Biên đạo múa là một cái cặp đôi mà cô Ly rất là thích, cho nên là dàn dựng cái tiết mục rất là hay, có sự hỗ trợ của cái nhóm múa đó, cũng như là cái người vai bà. Hồi nãy cô Ly quay qua nói chú Nghĩa, trời ơi cái người vai bà này diễn quá là hay, rất là hay luôn. Và tụi con, nhất là Vĩnh con, cái bản lĩnh sân khấu của con đã có sẵn rồi, con có thể ứng biến một mọi lúc mọi nơi. Và đặc biệt cái giọng của con thì khi mà lên cao nó không bị chói, nhưng nó rất là chắc và nó có cái nội lực bên trong. Huỳnh Anh thì khi lên cao quá thì nó cứ nó bay bay á, nó không có được chắc như con. Nhưng mà hai tụi con đúng là chú Khang nói rồi, tụi con là cá gặp nước, cái bài trở lại bài này cá gặp nước rồi, cho nên tụi con hát rất là thoải mái. Chúc mừng tiết mục của hai con. Có một chi tiết nhỏ mà Nguyên Khang để ý thấy đó là bản lĩnh của Đức Vĩnh khi mà chủ động cầm tay cô gái Vĩnh Quỳnh Anh để bước qua bên đây, phía bên đây, để cho thấy là dường như cái sân khấu này nó thuộc về sự kiểm soát của các bạn chứ không còn bị phụ thuộc bởi một yếu tố nào khác nữa. Xin mời cặp đôi Vũ Trang. Con là một niềm tự hào của chú và cô Thu Trang ở đây. Tại vì tất cả những thứ gì mà chú và cô Thu Trang đưa ra cho con đều làm một cách hơn cả cô chú mong đợi nữa. Cái lời nó rất nhiều, rất phức tạp, và cái hơi mình phải tiết chế làm sao cho đủ. Quỳnh Anh thì đây là một cô gái miền Trung chứ không phải là miền Bắc. Những cái luyến lấy mà những cái nấc lên á rất là khó cho con để mà thực hiện. Nhưng mà con cũng đã làm một cách tròn trịa và chú rất hài lòng về tiết mục này. Sau Xa Mưa Dông con lại chuẩn bị gây bão với tiết mục Bà Tôi. Cảm ơn hai con rất nhiều đã làm chú rất hãnh diện. Cảm ơn hai con. Rồi, cô Trang. Xin mời nghệ sĩ Thu Trang. Giống như cái câu mà những cái từ mà bên giống như bên sân khấu, bên cái ngành diễn xuất của cô Trang hay sử dụng á, là tụi con đa dạng vai, nhiều màu sắc và rất là rộng xài. Hai con hai màu khác nhau rõ rệt luôn mà tụi con hoàn thành rất là xuất sắc. Cảm ơn hai chị em. Bông thẹt gạo nắng che khô cạn thiên ta buồn mùa vì ai. Lên đầu cái chữ na 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 gao na 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 thiên ta buồn mùa, chính vì con nhớ cái chữ đầu mạnh quá rồi mà cái chữ thứ hai không có nghe. Bao lưu thẹt gà. Yếu quá. Thì đó, cái này thì đó nó là rất là khó. Bây giờ nó không tới bão con ơi. Không tới bão. Con vừa mới hát là chỉ có gió hiu hiu vậy thôi. Chứ không có bão được. Con vẫn giữ cái bão mạnh nhưng mà mình cân lại với cái chữ lũ tiếp theo. Hay là nha. Rồi làm lại. Bao lưu thẹt gà. Nắng cháy khô cạn. Tin ta buồn mùa vì ai. Bé Ngọc Nhi, Cát Viên là hai thí sinh mạnh trong đội của Đại Nghĩa và chị Cẩm Ly. Nhưng mà cũng khó khăn khi đến với cái tuần thi này là bởi vì cái bài hát này, thứ nhất là với Cát Viên thì dường như cũng không có phải thuộc sở trường của cô bé. Còn với Ngọc Nhi thì có lẽ là có lợi thế một tí bởi vì cô bé này ngay từ cái vòng đầu khi xuất hiện thì cũng đã sôi sục, đã dâng tràn, đã máu lửa rồi. Cho nên là đến với cái vòng thi này đôi khi là phải kìm lại bớt một chút xíu. Hai bé là một cái sự kết hợp với nhau như thế, cho nên cả hai con một lần nữa với cái tuần thi này lại là một thử thách. Ta là thằng rừng đây. Ta là thằng rừng. Ta là thằng rừng. Còn ta là vùng thủy biển đây. Ủa vậy ba chị em mình là một cái quần thể sinh học vậy? Đúng rồi chị. Hai chị là thằng rừng á thì hai chị hát kiểu như vậy. Còn em á nha, em là thần biển cho nên em hát kiểu khác. Hai chị biết kiểu gì không? Không. Đó chính là kiểu loài người đã phá tan rừng cây cho muôn loài không còn chốn nương thân. Trời ơi. Để em hát tiếp nha. Thôi. Em hát tiếp nha. Thôi em hát chậm lắm đây chị, quên giai điệu luôn á. Bay về đâu hỡi con chim?
chiêm lạc đàn đi về đâu, hỡi con thu lạc bơi, những con suối đã không còn cả hát, cánh dương xanh đã không còn bóng mát. Có ai ngờ hai cô gái của chúng ta trước đây quý vị yêu mến với giọng hát trong trẻo khi mà hát pop ballad, hôm nay là rực cháy với ca khúc rock cực kỳ sôi động trên sân khấu này. Và xin được giới thiệu Cát Viên và Ngọc Nhi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời huấn luyện viên Bạch Gia Trang. Ở đây chú Bạch rất thích chủ đề mà các huấn luyện viên của con đã chọn bài hát này. Bởi vì cái tương lai của tụi con, nếu ngay từ nhỏ các con đã biết
ý thức về bảo vệ môi trường, thì khi trở thành người trưởng thành thì các con đã có nguyên một quá trình, và quá trình đó sẽ theo tụi con suốt cuộc đời. Cái bài hát của tụi con hôm nay nó làm phong phú thêm cho chủ đề của chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí của chúng ta. Và nếu các bạn nhỏ sẽ đồng cảm được chủ đề này, thì khi mình vứt một cái rác ở đâu, tự nhiên mình phải có ý thức. Và điều đó mỗi người làm một chút, nó sẽ góp phần chung cho sự bảo vệ môi trường của chúng ta. Bảo vệ môi trường là cái gì? Chính là cho tương lai của hành tinh xanh, của địa cầu này, và trong đó có các con. Xin cảm ơn huấn luyện viên Thanh Bạch. Xin mời gia đình Vũ Trang. Chú Vũ rất là ấn tượng với lại Ngọc Nhi, là tại vì con là một trong những thí sinh mà kể từ cái vòng ở ngoài là mình đã nhớ con là ai rồi. Chú nhớ con là cô bé rất nhỏ tuổi nè. Khi con hát là con cho thấy, mọi người thấy được là cái sự cố gắng và nỗ lực hết của con để đẩy lên cái đỉnh điểm đó, và mọi người cảm nhận được cái đó và đã thật là hào hứng theo cái thông điệp mà con gửi về bảo vệ môi trường. Còn về các viên thì con cũng hát rất tốt về những cái nốt cao, nhưng mà những cái nốt trầm á cũng giống rất là nhiều cái trường hợp thi trước con, là có lẽ là tại vì cái giọng mình nó chưa có phát triển hết, cho nên những cái nốt cao nó lại dễ hát hơn là những nốt thấp. Cho nên là con về con ráng tập luyện thật nhiều. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì chú cảm thấy rất hài lòng. Một màn lột xác vô cùng ngoạn mục khi huấn luyện viên đã đặt trên vai của hai cô bé của chúng ta một thử thách không hề dễ. Xin mời gia đình huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Vũ biết không, tất cả các bé đều bị gặp một cái vấn đề là các nốt thấp. Tại vì ở cái lứa tuổi này hát cao rất là dễ nhưng hát thấp thì khó. Đó là tất cả các bé trong chương trình luôn đều mắc phải hết. Hôm nay thì cô cảm thấy rất là hài lòng. Tại vì khỏi cần nói, tất cả các con đã đốt cháy sân khấu ở đây, tất cả mọi người đều phải cuốn theo cái bài diễn của con. Như thế là cô thấy cảm thấy là đã thành công lắm rồi. Ở đây thì có Ngọc Nhi, là cô này hình như nhỏ tuổi nhất trong chương trình chắc, nhưng nội lực của chị là khủng nhất. À, nhưng mà chỉ được cái á là cô rất là thích ở cái tinh thần của con, lúc nào cũng lạc quan, cười, nói gì cũng cười hết trơn. Nhưng mà hay cái nhỏ, nhưng mà khi mà truyền đạt hoặc là muốn làm cái gì nói ra, con đều nắm bắt và sửa được. Con rất là nhanh, con tiếp thu rất là nhanh. Còn đối với các viên thì ở con nghĩ là cô sẽ khai phá con nhiều nếu con đi sâu. Cô nhìn thấy ở cái tiềm năng của con rất nhiều, không phải ở một thể loại như thế này, nhưng thoải mái tự tin hơn như em Nhi vậy đó, thì mình sẽ không có bị áp lực. Nghe con, lúc nào cũng cười tươi, hai đứa cười tươi cho con coi nè. Chúc mừng tiếp tục cùng con. Theo như lời của cô Ly, chú Nghĩa nói á, thì cô Trang thấy các viên á rất là tương đồng với cô Trang, bởi vì mình ít nói. Dạ. Và mình sống nội tâm đó con. Xin lỗi Thu Trang, nhưng mà khi mà Thu Trang nói câu đó, có để ý quan sát thái độ của mọi người xung quanh không? Bất cần con á, bất cần. Mình chỉ biết mình thôi. Vậy thôi. Như vậy đó là điểm chung nhất. Dạ. Nội tâm. Nội tâm lắm. Cô cũng sống rất là nội tâm. Nội tâm của cô Trang nghe thật là nhẫn tâm đó con. Và chúc mừng hai bà. Em con đâu, sao chưa tới nữa? Con đâu có biết đâu, chắc nó đi chơi. Trời đất ơi, tới giờ tao phải đi chơi. Thôi bây giờ chú sẽ thay em con, chú tập với con cái đoạn què nhé. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu xanh ngọt xanh. Con xin lỗi cô chú, hôm nay con thích trễ. Cô Trang, hãy cho em nó 10 cái đòn. Xây đất qua, xây đất qua, xây đất qua. Muốn đi nhảy luôn, không đứng im nữa. Ông và anh yêu nhau thời chưa có tivi. Cô Trang sẽ phụ họa cho con. Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông cũng đỡ bà anh đi dạo quanh. Yeah. Trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Chú tiết lộ cho con một cái bí mật nữa. Sẽ có một bất ngờ cho hai đứa con trong cái tiết mục này của tụi con. Bất ngờ nó làm sao thì ra sân khấu cho nó bất ngờ, chứ giờ nói là hết bất ngờ ha. Ok. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai chiến binh của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Hai chiến binh này là cặp đôi song sinh duy nhất của chương trình Tuyệt đỉnh sông ca nhí. Mặc dù vậy, cả hai bạn của chúng ta đều có những màu sắc rất là riêng, phối hợp với nhau rất ăn ý, vô cùng tuyệt vời. Mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc hit của năm 2016, một sáng tác của ca nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu, ca khúc Ông Bà Anh. Và hãy cùng chào đón Khánh Ngọc và Đình Nghiêm. Xin mời. Bà Thảo ơi, cái gì vậy ông? Nhớ hồi đó tôi với bà thi cái chương trình gì nè?
tiệc đỉnh song ca nhí á. Mà hồi đó bà hát cái bài gì nè? Mà nó mùi ơi là mùi vậy đó. Mấy bây giờ giới trẻ giờ nghe toàn cái bài gì không à. Tôi già cả, tôi yếu tim, tôi nghe không có được. Thôi bây giờ bà hát cho tôi với mấy đứa nhỏ nghe cái coi. Tèn ơi, già cả rồi, không biết hơi sức đâu mà hát được nữa. Giờ tôi hát còn có sai thì ông với mấy sắp nhỏ đừng cười tôi nghe. Anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên thì một lá trầu xanh cũng nên dở nên chầu. Trời ơi, sao 50 năm mà bà hát đâm dữ vậy? Ông nói vậy chứ ông hát cho tôi với mấy sắp nhỏ nó nghe coi. Để tôi hát nghe. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi. Thời gian ơi chờ nổi cũng lương. Trời ơi, nói tôi hát dở chứ ông hát có thua kém gì tôi đâu. Trời ơi, tại 50 năm già cả rồi hơi hám cái đầu hát. Thôi vậy hai tụi mình đi vô nghe mấy đứa nhỏ nó hát đi ông ơi. Mấy đứa hát cho ông bà nghe nghe con. Ông bà anh yêu nhau thời xưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời xưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sát thống nhất màu xanh. Ông bà anh ở nhau đi khắp phố xa. Bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp trong sân. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu xanh ngát xanh. Chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa xác thống nhất màu xanh. Ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Không nói một lời chỉ vì không rep inbox thôi. Và anh ơi, thời nay mệt quá đi thôi, em muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà ta. Ba la ba 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 la ba 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 la ba 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 la ba ba ba. Ôi tình yêu ngày xưa
Thưa quý vị, ông bà anh đây là Tiến Long và Dạ Thảo, hai chiến binh của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Mặc dù không may mắn để bước tiếp vào vòng tiếp theo, nhưng hai bạn đã rất dễ thương để hỗ trợ cho cặp đôi Khánh Ngọc và Điềm Nghiêm. Một tràng pháo tay để cảm ơn ông bà. Dạ. Dạ, tiễn ông bà vào trong ngồi uống trà, xơi trà tí xíu. Rồi, hai đứa cháu ra đây. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần chia sẻ nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời cặp đôi Bạch Gia Trang. Bài hát rất là đáng yêu, nhưng mà sâu trong đó là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc về thời cuộc, về những cái giai đoạn khác nhau của con người. Nhưng mà cô rất là tiếc là ngày hôm nay tại sao mà nguyên một nửa bài đầu con mất tiêu vậy? Cô không nhìn thấy ở con, cô không thấy con đáp xuống, con đang lơ tơ mơ ở đâu đó. Lúc cái câu đầu vô á, là nghiêm vô là đã thấp chuẩn không có nghe rồi. Nhưng mà cô nghĩ cái tâm lý chung của tụi con là bạn nào đa phần cũng như vậy, là nhạc vô một cái là vô hơi hết hồn một cái, rồi những cái nốt thấp là mình khó nghe, cho nên mình bỏ qua bớt mấy cái đó đi. Khi mà Ngọc vô á, cô không có thấy cái tinh thần của con trong bài hát này. Cặp song ca song sinh duy nhất mà hai đứa con là có lợi thế là chị em nữa, mình ở nhà mình tập với nhau, mình phải mạnh dạn hơn ha. Chúc mừng tụi con và mong tụi con sẽ tiến bộ hơn nữa. Cô cũng có cái cảm nhận giống như cô Trang lúc đầu, là so với cái tông thì nó ưu tiên hơn cho Nghiêm. Và quan trọng là giống như là cái tinh thần mình nó không có đó Trang, cho nên là nó cái lực nó sẽ không ra được. Nhưng mà cô khen một cái là con hát bè rất 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 chắc và nó quyện rất là hay. Giá như hai con tụi con diễn dễ thương hơn tí xíu nữa thì nó bài nó sẽ rất đạt. Và cô thích nhất á, là cái cặp ông bà già. Ông bà già ông thoại tự nhiên mà nó hay gì đâu. Giờ là hai bạn có thể quậy lên một chút. Thì không biết là bây giờ dẹp hết những yếu tố vũ công, những yếu tố diễn, thì hai bạn làm một cái đoạn nào đó để cho mọi người thấy là hai bạn có thể quậy tưng theo cái cách mà mọi người thấy được ở các bạn từ những cái vòng ngoài được không ạ? Quý vị khán giả vỗ tay được không ạ? Yeah. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh yêu nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên các bà ga chia xe đạp chóc sơn. Có lẽ là hôm nay hai con bị một yếu tố tâm lý hay là về vấn đề sức khỏe gì đó. Nhưng mà có một cái điều mà chú muốn chia sẻ với hai con ngay. Nếu như sau này các con còn muốn tiếp tục cái con đường ca hát, trở thành một người nghệ sĩ, thì chúng ta cũng là một người bình thường thôi. Cũng sẽ có những ngày chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta mệt trong người. Nhưng khi bước lên sân khấu, hãy bỏ hết tất cả những cái gì đó không hay, không vui ở ngoài kia. Mình lên đây, người ta nói sân khấu là thánh đường và chúng ta chỉ có vài phút để tỏa sáng trên đây, cống hiến cho khán giả. Cho nên, lên đến đây, quên hết tất cả những chuyện kia đi. Và thật tươi, thật vui, thật dồi dào năng lượng thì mình mới có thể truyền đạt được cái cảm xúc đó đến cho tất cả mọi người. Nhớ điều này nha. Hai cháu này rất giỏi về kỹ thuật và về âm nhạc. Tất cả những cái bè phối là mấy cháu tự nghĩ ra và tự chấm bè hết. Hôm nay, đúng là Khánh Học không tập trung như mọi khi. Tại vì chú nhớ là ngày hôm qua khi mà tập chương trình thì hai con hát bài này rất là hay và chú đã rất là sướng. Nhưng mà không có nghĩa là hôm nay hai con đã trình diễn không tốt. Hai con vẫn trình diễn rất tốt, nhưng mà tại vì mấy cô chú nghĩ là con có thể làm tốt hơn nữa. Hai con làm cho chú rất là tự hào. Cho dù hôm nay cái sức khỏe của con không được như mọi khi, nhưng mà cuộc đời là vậy, có lúc mình khỏe, có lúc mình không khỏe. Nhưng cái quan trọng là phải theo đúng cái điệu của reggae này nè. Lúc nào cũng phải nhún nhảy và lúc nào phải tươi vui. Tại vì Vũ nghĩ đây là một cuộc chơi, một cuộc chơi của các cháu. Thắng thua thật sự không quan trọng đối với Vũ và Thu Trang. Và cũng như các cháu, Vũ đã khẳng định từ ngay lúc đầu. Cho nên Vũ muốn là
nếu mình có đi tới hoặc làm gì đi nữa, tất cả những hoạt động đều phải là một đội. Cho nên dù hồi tuần trước là Tiến Long Dạ Thảo đã không có tiếp tục được nữa, nhưng mà Vũ đã mời hai cháu vô đây để mà hỗ trợ. Tại vì mình có tiến tới thì tiến tới như một đội, và có thua cũng thua như một đội. Ok. Xin cảm ơn huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Nó còn được vào một mình ta. Nắng trưa và uống những mấy quà. Xin đừng quay lưng xoát. Đừng mang câu hẹn ước người rời xa. Yên bình nên ở đây. Cho vui thay là mây. Yeah yeah yeah. Mà cái rap là để ý nha. Con phải vô cái nhịp bấm 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 bấm. Ta ra 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 ra. Tinh thần cái chỗ rap. Mình đang là đi ra ra đi ra đi ra ta. Mình đang kể chuyện thì vô cái này là tá đờ đờ đó đờ đờ đó. Rồi luôn, làm lên một lần nữa, tụi con dạ. Làm tự do bay bổng, ừ. Hát như là không có ai hết, ừ. Hát như không có ai nghe. Thoải mái. Và múa không ai nhìn, nghe chưa? Làm thoải mái lên, không có sợ gì hết. Thoải mái lên tụi con. Ta trôi giữa đời. Làm sao bài Sơn Tùng mà phiên bản của thiếu nhi, phiên bản của tuổi thanh thiếu niên nó lại phù hợp nữa thì cũng là một thử thách mới để kết hợp với lại biên đạo múa Huỳnh Mến để đưa ra một cái bản mà làm thế nào nó có cái chất riêng và thể hiện được cái đẹp, cái hay của nội dung bài hát nữa. Chà, hơi bị nhức răng. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Ngay bây giờ, Nguyên Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi tiếp theo của gia đình Bạch Gia Trang. Cặp đôi này sẽ mang đến cho chúng ta một bản hit khuấy động sân khấu, và đây là một bản hit cho đến thời điểm hiện giờ là một bản hit phá kỷ lục của nam ca sĩ này do chính anh sáng tác. Mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Sơn Tùng MTP ca khúc Lạc Trôi, và hãy cùng chào đón Huyền Trang và Ngọc Thanh. Rằng lối là sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi, đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong mơ say chiều mưa buồn. Ngàn dặm lệ ngừng khiến khoe mi sầu bi. Đường xưa nay có nhắn từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rơi. Phận đời mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương. Theo làng gió bay, thuyền đại qua sông lỡ quên với trang tàng nơi đây. Trông vào bóng ai dần hao gầy. Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say, mà cho tóc mây vương lên đôi môi cay, bừng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời, ta lạc trôi. Đời chân là thang về đây đâu, bao yên thương giờ đây đâu. Câu thơ từ xưa còn phai mờ, theo làn sương ta biên cho mọi mơ. Mưa vừa buồn trên làm mi mắt, ngày chi liều hoa rơi bờ điều hát. Tiếng đại em theo sầu tương tư làm mình chưa cho ngỡ hát. Tan vỡ lời ca, lỡ một đường vào của mình ta. Nắng chưa hoàng hôn như ngày qua, xin đừng quay lưng xót. Đừng mang câu hẹn ước cách thật xa. Yên bình nơi nào đây, cho bụi theo làn mây. Trời giữa trời, hơ hơ.
Hai cao nhân lạc trôi từ đâu đến hả? Dạ. Làm cái đầu này mất bao lâu vậy các hạ? Dạ khoảng 1 giờ đồng hồ. 1 giờ đồng hồ để làm cái đầu mà cao như thế này nha. Đừng có nói như vậy. Ban chủ phái Nga Mi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên xin mời huấn luyện viên Thu Trang. Thế như Hiền Trang có thêm một cái áo mà dạng như cái áo mà tai mà hơi cổ Trang chút xíu không ạ? Cái khoác nhẹ bên ngoài thôi. Bay phải không? Dạ đúng rồi, cho nó bay cho nó thần tiên tỷ tỷ chút xíu á. Đó, trời, thì nó sẽ chung với lại bộ đồ của Thanh bên này luôn, thì nó sẽ hay hơn. Nếu như con mặc áo đó vô là chú sẽ gọi con là tiểu long nữ. Bà nhà mình nên nói thêm tóc của cháu Thanh đi. Con xoay nghiêng rồi Thanh, con xoay nghiêng rồi. Đó. Cái kiểu búi của nam á thì nó sẽ khác với lại cái kiểu nó đơn này. Giản hơn. Nó đơn giản nó hơn. Sẽ không có nó không có bính ngoài sao như vậy. Búi ở đây nha, nhưng mà phải có một lớp tóc mỏng ở dưới này để cho nó ra nam, và cái búi rất là đơn giản, một cái trên này thôi, rồi có một cái khăn nhỏ ấy xuống thôi, chứ nó không có rất là rườm rà như vậy ở trên thì nó sẽ bị nữ. Thì chỉ có những cái đó bên ngoài, cô Trang chỉ góp ý những cái đó bên ngoài của con thôi. Lúc mà đầu là cũng có cái tay chắn vô dài rộng như là để quơ qua một cái là bay ra, nhưng mà gắn vô cháu không làm được gì hết. Bởi vì cháu quá mới, không có quen với những cái trang phục như vậy, không có tập trung vào cái giọng hát, nhất là những cái lúc mà lên nốt cao. Cho nên cuối cùng đội quyết định là tháo ra. Cái đó nó chỉ sẽ là một cái gì đó nhỏ thôi, nhưng quan trọng là cách mình biểu diễn và sự tự tin. Xin mời gia đình huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly ạ. Những cái vòng trước đây á, thì Thanh giống như là chưa có hát được đúng một cái bài nào đó sở trường của mình, cho nên là những cái bài thi trước con còn hơi bị mờ nhạt. Nhưng mà qua đến cái bài này con rất là dễ thương. Về cái phần hát của con làm rất là tốt. Còn với Huyền Trang, chú ấn tượng với con nhất là ở cái phần mà khi con vô can á, khi con hát vô can rồi trong đó Thanh hát chồng lời vào, thì lúc đó con khoe được cái chất giọng của mình, cái chất giọng trong trẻo sáng đẹp của con. Thì ấn tượng nhất với con là ở cái đoạn đó. Cái đoạn đó là hai con làm hòa quyện với nhau rất là đẹp, rất là sáng bài. Chúc mừng hai con có một tiết mục hay hôm nay. Dạ, cảm ơn chú. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Thật ra thì đường đi đến bài hát này và hôm nay có ở đây là quả là một cái chặng đường chông gai, không kém phần gian nan vất vả. Bởi vì sao? Đây là một bài hát độc quyền và ca sĩ Sơn Tùng MTP lúc đầu thì không biết là chương trình nào như thế nào, thì người quản lý đã trả lời bài hát này thì cô ok đồng ý cho hát, nhờ bạn Hiếu là em ruột của ca sĩ Đoan Trang rất là thân với ekip của Sơn Tùng, và mọi người đã hiểu cái này là bài của đội của chị Đoan Trang với anh Thanh Bạch, cho nên là cuối cùng thì đồng ý cho hát miễn phí. Thì lúc đó mới bắt đầu là không phải còn ý định là đổi bài nữa, để các con bắt đầu tập trung vô bài hát. Có một cái may mắn, chính cô giáo mà dạy thanh nhạc cho Sơn Tùng lại là cô giáo dạy thanh nhạc cho bé Huyền Trang của chúng ta ở Thái Bình. Đó, cho nên là hai gia đình cũng thân, quen biết với nhau, và cái mối quan hệ đó nó làm cho các con rất là tự tin. Quả một quá trình cô Trang rất là vất vả để rèn cho các con, rồi thôn thầy Luân để tập cái phần rap thế nào, tốc độ nhanh, nghe rõ và phải vất vả lắm. Thì hôm nay các con đã vượt qua chính bản thân mình để hoàn thành cái bài lạc trôi như thế này. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Thanh Bạch đã chia sẻ những cái khó khăn, và chúng tôi xin mời huấn luyện viên Đăng Trang. Cái cô thích ở hai đứa con á là khi mà cô giao một cái bài là đầu tiên hai đứa con rất là trân trọng những cái lựa chọn của cô chú, và tụi con đồng ý ngay lập tức, mặc dù tụi con biết rằng đây là một cái lựa chọn vô cùng khó khăn cho tụi con. Những cái chi tiết nhỏ để trân trọng những cái cố gắng của tụi con. Cho nên cô mong là tụi con phải nhớ điều đó và luôn luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình để mình phải thắng chính bản thân mình. Cô chúc tụi con đủ sức khỏe để tiếp tục có thể có những chinh phục mới nếu như tụi con may mắn vượt qua được vòng này. Chúc mừng tụi con. Xin cảm ơn huấn luyện viên Đoan Trang. Một đêm thi tràn đầy cảm xúc, nhưng những cặp chiến binh còn lại vẫn chưa lộ diện.